Hi, xin chào tất cả bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói về số thập phân của lớp 4 nha các bạn. Thì số thập phân này phần lớn học ở chương trình lớp 5, nhưng có bạn hỏi mình số thập phân lớp 4 học như thế nào thì rất đơn giản thôi. Mình sẽ hướng dẫn, sau đó mình chỉ cho tất cả các bạn biết, được chưa? Để mà học được cái số thập phân này thì các bạn phải học qua cái bài phân số nha các bạn, phân số trước nha. Rồi thì bước đầu tiên mình sẽ lấy một ví dụ nha, lấy ví dụ nha, 1 phần 10 nè, đó, 2 phần 10 nè, tiếp 3 phần 100 nè, tiếp 1 phần 1.000 nè, được chưa? Rồi những cái này gọi là phân số, được chưa? Đó, phân số gồm có tử nè, mẫu nè, tử nè, mẫu nè, tử nè, mẫu nè, tử nè, mẫu nè. Thì những cái phân số này người ta viết được dưới dạng số thập phân, viết được dưới dạng số thập phân, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ định nghĩa. Vậy số thập phân là gì? Số thập phân là, thứ nhất nó là phân số, được chưa? Số thập phân thì nó, thứ nhất nè, thứ nhất nó phải là phân số, được chưa? Phân số. Thứ hai, các bạn nhìn giúp mình đây, tử thì ok, tử thì số nào cũng được, nhưng mẫu nè, các bạn để ý giúp mình mẫu của mình nè, mẫu của phân số đó là 10, ở 10 hoặc là 100 hoặc là 1.000 hoặc là 10.000 hoặc là vân 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 vân. Hay nói nôm na chính là 10 chính là 10, 100 chính là 10 nhân 10, 1.000 chính là 10 nhân 10 nhân 10, được chưa? Chính là bội, bội là gấp á, được chưa? 2 lần số 10, đó, số 10, 1 lần số 10, 2 lần số 10, 3 lần số 10, 4 lần số 10, 5 lần số 10, 6 lần số 10, người ta gọi là bội nha các bạn. Các bạn hiểu hiểu tạm như vậy đi, được chưa? Vậy số thập phân gồm có hai ý nha. Thứ nhất đó là một phân số. Thứ hai là có mẫu. Mẫu là những cái số 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, vân vân và vân. Nói nôm na nó phải là những cái số tròn, tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn, được chưa? Một chục, 100, 1.000, đó gọi là những số tròn, tròn, tròn nha các bạn, số tròn mà ở số tròn, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ biến đổi những cái phân số này về số thập phân. Nó không viết dạng như vậy, viết như thế này thì người ta gọi là phân số rồi. Nó viết như thế nào? 1 phần 10 thì sẽ bằng nè, bạn viết lại tử nè, rồi chia thì các bạn nhìn bên phải nè, đếm từ bên phải qua bên trái. 10 là có mấy số không à? Một số không, các bạn đếm giúp mình, 1, được chưa? 10, một số không, 1 phẩy thêm không, được chưa? Ví dụ tiếp theo, 1 phần 100, rồi tự viết lại. Rồi các bạn quan sát giúp mình mẫu có mấy số không à? 2 số không. Nhớ các bạn muốn làm được điều này thì ở dưới phải là số 10 hoặc là 100, hay còn gọi là số tròn nha các bạn, số tròn chục hoặc là tròn trăm, tròn nghìn, và cái số mà 100, 1.000 đó. Rồi bây giờ mình tiếp tục nha. Mấy số không à? 2 số không đúng không? 2 số không, các bạn đếm từ bên phải sang bên trái giúp mình, 1 2, không có thì thêm số không, 1 2 hết phẩy thêm không, được chưa? Ví dụ tiếp cái gì, 1 phần 1.000, được chưa? Rồi tự viết lại nè, bạn nghiếm 1 2 3, 3 số không, và cái số hàng ngàn này phải là số 1 nha. Nếu mà không phải là số 1 thì các bạn phải làm sao chuyển về số 1 giúp mình, được chưa? Đó. Rồi đếm 1 2 3, 1 nè, đếm từ phải sang trái nè, 1 2 3 phải thêm số không, được chưa? Đó, được chưa? Rồi thì những cái số này được đọc như thế nào, rất đơn giản thôi, các bạn đọc bình thường 0,1, 0,001, 0,01, được chưa? Còn cái số này đọc như thế nào, 20, được chưa? Khi mình đọc sao ạ? Đọc là đọc cái phần mà trước dấu phải trước đó, che lại các bạn đọc phần, cái phần trước dấu phải trước là 20, 10, 1, phẩy,
0 2. Thử đọc này giúp mình nha. 31,102. Thì đọc là gì ạ? Đọc giúp mình. Rồi, đọc cái phần nguyên trước nè. Đó. Đọc là 31,102. Nghe chưa? Phía sau khi bạn đọc số thôi, 102. Đó là số thập phân của lớp 4 các bạn. Các bạn hiểu tạm như thế được rồi, không cần phải hiểu sâu đâu. Lên lớp 5 mà các bạn hiểu cho nó dễ hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu thì các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục lại những cái đoạn clip sau trở nên hay và thông dụng hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.